Sao nữa chú mua nhiều tiền không chú? 300.000 một con dao. Cắt lỗ ô tô luôn ạ. Sắc nhơ. Cháu không biết. 300.000 một con dao. Cắt lỗ ô tô được không chú? Sắc nhơ. Có phải mài không? Đây là chưa mài đó. Sắc bén đi nhờ. Lốp này có cái con dao này có cắt được cái bánh bánh xe ta xe lu không chú? Không. bánh xe lu lại không cắt được ạ. Bố mua chú thử mua cái bánh xe lu chú cắt có đứt không? Bánh hơi là bánh gái. Dạ, bánh xe lu á. Bánh xe lu là bánh hơi chứ. Thế là nói chung là có nếu mà có bánh xe lu ở đây chú không cắt được gì. Sắc nhờ. Chú con dao này chú mua ở đâu chú? Trong miền Nam mới có, miền Bắc mình không có. Đại lý sản phẩm nói cho mình chứ. Có nghĩa là mình bán cái này cho họ rồi họ sẽ cung cấp con dao này cho mình. Bán xong rồi này. Cái này mà đặt vào cái tay mà đấn cái thì đang chú. Chắc là đi luôn. Sắc bén luôn nhỉ. Không có. Tí chú cắt xong rồi cháu mượn con dao chứ kiểm nghiệm xem con dao gì mà sắc thế. Cái lốp to to này chú cắt ra đi không? Cắt nhưng cắt bên hông chứ còn cắt bên hai bên cái hông cắt được không sắt. Nhưng mà tí về có phải cắt không? Để cả thế bán à? Nước. Nếu mà không cắt được bánh xe lu chắc cái bánh máy bay chúng chả cắt được mua nhờ. Bánh xe tàu hỏa chú có cắt được không ạ? Chú, bánh xe tàu hỏa chú có cắt được không? Tàu hỏa hơi hay là... Thì bánh tàu hỏa đó. Bánh hơi đó. Bánh tàu hỏa thì toàn bánh hơi không? À. Cho cháu mượn tí con. Bén nhờ. Các anh em xem một dao này. Nhìn nó đơn giản như thế này mà cắt xoẹt. Quan trọng là cái người tôi mình đây cho người tôi chuẩn. Ngoài đây không làm được. Chú cắt cho cháu thêm vài cái cho xem. Cho xem có độ sắc như thế nào. Ngọt liệm đi nhờ. Bữa nào chú cho cháu mượn cháu cắt cái lốp bánh xe lu chú nhá. Thì cháu có mấy cái bánh xe lu đằng sau mà không có dao mà cắt được ạ. Cái sắc nhỉ. Nha, cho cháu mượn nhá. Bố mua cho cháu mượn đi qua đây đến hôm sau nhá. Cháu mượn ra cháu cắt mấy cái bánh xe lu. Chào chú này.